Dạ cả nhà, thì ở bên trong thì mấy cô chú đang ủng hộ bông hoa. Hiện tại thì bây giờ là 9 giờ 42 phút mà nước lèo cũng gần hết rồi cả nhà. Em cũng vừa cập nhật được một cái thông tin mới để chia sẻ với cả nhà ha. Đó là cái trang fanpage ăn vặt của Hồng Loan đã bị trục trặc nữa rồi cả nhà ơi. Cụ thể là Bùm Bùm vừa mới chia sẻ cách đây 56 phút ở trên trang Dung Dung Võ của Bùm Bùm là: cô chú ơi, fanpage ăn vặt của chị Móm có trục trặc nữa rồi. Cô chú anh chị nhắn tin từ hôm qua không nhận được trả lời. Phiền cô chú gọi lại số hotline 0819581987 giúp em nha, em cảm ơn cả nhà nhiều lắm. Đó, cả nhà ơi, tiếp tục nữa rồi, tiếp tục đánh phá nữa rồi cả nhà, trục trặc tiếp rồi. Đó thì Bùm Bùm cũng chia sẻ thông báo thì cô chú anh chị mình, nếu mà mình check in mà mình chưa được trả lời thì mình liên hệ lại cái số hotline 0819581987 nha cả nhà. Đó, bên trong thì cô chú đang dùng và những cái đơn hàng mà mang đi đang chờ nha cả nhà. Nước lèo gần hết rồi cả nhà ơi. Rồi còn có chừng vài tô nữa thôi cô chú anh chị. Đừng bỏ giá nha. Thì sáng thì có một chị khán giả, chị tới chị dùng và chị cũng có mời mấy anh em tụi em dùng chung với chị. À, mời mấy anh em quay đây dùng 4 viên. À, thì chút xíu nữa xong, sau khi mà chia sẻ xong ha, để mấy cô chú dùng hết đi. Đó thì mấy anh em sẽ dùng. Ủa chị, cái chút bên dài không? Rất là vui cả nhà, hôm giờ thì cô chú ủng hộ thì cũng cho mấy anh em, mời mấy anh em rất là nhiều ha. Rất là vui. À, cả nhà, mấy cô nè, dùng xong về mấy cô còn mua thêm bò viên với lại mua thêm bún hủ tiếu đem về cho gia đình ở nhà. Hôm nay bò viên nhiều lắm, cô chú anh chị mình có thể mua đem về ha. Hôm qua không có nhưng mà bữa nay nhiều lắm đó nha. Bùm Bùm lấy về rất là nhiều ở bên nhà cậu ha. Rồi bữa nay có anh dọn bàn. Ở Bùm Bùm thì ngoài hủ tiếu bò viên, bún bò viên ra thì có nước sâm cũng rất là ngon. Nước sâm cũng ở nhà nấu nha cả nhà. Bỏ nghe tôi hơi đi ảo ngọt nghèo gần nước nghe mặt để nhà kêu nhà ngạo quá. Rồi bà chủ đang làm đám đuối luôn ở nhà ơi. Khỏi dùng hả? Trời ơi.
Đủ chưa? Nhiều rồi ha. Cả nhà. Gần hết tức lều rồi, cả nhà ơi. 10 giờ. Nè. Thấy đẹp hôm qua thấy tội mà đứng cắt ớt mình. À, chị biết chị đẹp đó hả? Dạ. Dạ đúng rồi, hai chị em hai chị em chung. Bữa nay chị sư phụ. Chị gọi Trúc Nhân là cả nhà đã thấy mấy cô này mua bao viên đem về cả nhà. À. Bao kiếu viên của ai? Các cô này có gì nè. Bò viên ngon lắm cái nhà ơi, mua về để dành mình nấu mì hoặc là mình mua phở gói mình nấu ăn cũng rất là ngon cái nhà. Quán cà phê này, tầm chị ở thì đường D9 á. Dạ. Sang là đường D8. Thì. Thịt hành em biết thịt hành mà không? Dạ. Tiền là Phương á. Dạ. Cô chị là gì? Nãy là chị. À, hai tô. Vậy một tô một chén hủ tiếu, một chén bò viên hả? Hai tô đúng không? Một tô. Một tô là 95. 95 với lại cái kia 15. Là 101. 101 với gì nữa ta? À 101 rồi. Còn ít tức lèo nữa hết rồi cả nhà. Có 10.000 chưa? Có 10.000. Để mua thêm 5.000 đâu. Em của anh Phương sao tới ngon quá hả cô? Anh Phương có mấy người anh trong cả nhà gặp chị khán giả nói chuyện tâm sự với chị xíu á nha. Chị theo dõi em từ ở trên mộ về, chung là thấy thương chị, nói cũng nhiều chuyện nhiều việc chị kể lại. Thấy thương lắm khi mà làm YouTube mình được cái giả biết mình nhớ mình, cảm giác nó vui vui lắm nha, nó vui lắm biết nói sao luôn á. À, bây giờ nắng lên rồi đây mấy cô à ngồi đợi. Thấy thương về. Ồ, có xe chở mùa xuân đây cả nhà, một chiếc xe chở mùa xuân ha, rất là nhiều hoa đẹp. Lấy rau hết, lấy rau nhá. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Bẩn vậy đó, bẩn ở trong vòng. Tám phần rau. Ba, bốn phần viên, một phần viên. Năm lần này là thứ hai nè. Vậy nãy hôm bữa, không, cái con chim không có vô được, còn vô cái lộn.